Nếu nói về vẻ đẹp bên ngoài thì xin hãy nhớ rằng không có ai là không đẹp bằng ai cả, bởi vì mỗi người đều có một vẻ đẹp tự nhiên rất riêng của họ. Và điều quan trọng đó là bạn đừng nên so sánh vẻ đẹp của mình với một ai đó. Xin chào bạn thân mến, chào mừng bạn đã quay trở lại với những chia sẻ của Tuệ An. Và chúng ta đã từng nói chuyện với nhau trong một video gần đây về chủ đề đó là những cái lưu ý cần có khi bạn muốn phát triển và nâng cấp bản thân. Vậy thì tiếp nối với chủ đề phát triển bản thân này, trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, Tệ An muốn nói với bạn rằng phụ nữ cần phải hiểu đúng về việc làm đẹp để mình có thể khiến cho mình đẹp hơn, để mình có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Tại sao lại có chủ đề này? Tại vì gần đây tôi đang thấy có rất nhiều những thẩm mỹ viện mới được ra đời. Rồi rất nhiều những người phụ nữ xung quanh mình đầu tư rất nhiều tiền cho việc nào sửa mũi, nào làm cằm, nào cắt mí, nào làm ngực, nào những cái sự vẻ đẹp ở bên ngoài. Và điều này nó có sai hay không? Điều này không hề sai một chút nào, điều này nó cũng đúng. Nhưng bên cạnh cái việc là chúng ta làm đẹp cái vỏ bên ngoài đó, chúng ta cần hiểu rằng chúng ta cũng phải dành thời gian, công sức như thế để chúng ta làm đẹp cái nội tâm bên trong. Nếu không thì chúng ta sẽ chỉ là một cái thùng sơn bên ngoài rất đẹp, nhưng bên trong thì nó rỗng, nó không có cái gì hết. Và nếu như một người tiếp xúc với chúng ta, họ có thể ấn tượng bởi vì vẻ đẹp bên ngoài của chúng ta, nhưng chỉ có chính cái vẻ đẹp nội tâm bên trong mới có thể giữ chân họ ở bên chúng ta lâu, rồi trở thành một cái người bạn tri kỷ của chúng ta được. Và đó chính là nội dung của video ngày hôm nay. Chúng ta hãy hiểu đúng về chữ đẹp. Chữ đẹp này không chỉ có ý nghĩa đó là vẻ đẹp bên ngoài. Mặc dù nếu như một người phụ nữ nào đó có vẻ đẹp ở khuôn mặt, ở làn da, ở vóc dáng, thì đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Mà Tuệ An hay trêu đùa là có lẽ là kiếp trước phải trọng thân lắm, phải giữ gìn thân thể mình tốt lắm, thì đến kiếp này mới có được cái vẻ xinh đẹp như vậy. Nếu nói về vẻ đẹp bên ngoài thì xin hãy nhớ rằng không có ai là không đẹp bằng ai cả, bởi vì mỗi người đều có một vẻ đẹp tự nhiên rất riêng của họ. Và điều quan trọng đó là bạn đừng nên so sánh vẻ đẹp của mình với một ai đó. Có những người thì còn so sánh vẻ đẹp của mình với một cô hoa hậu, với một cô ca sĩ, với một cô diễn viên hay người mẫu nào đó, để rồi thấy mình không có được bằng họ, rồi mình lại muốn sửa chỗ này, thay đổi chỗ kia trên chính gương mặt và cơ thể của mình. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần chỉn chu với chính mình thôi. Chọn một bộ trang phục gọn gàng, dễ nhìn, đầu tóc cũng được gội sạch sẽ, rồi chúng ta có thể tô một chút son thôi, để mặt mũi chúng ta tươi tắn hơn. Như vậy đã là đẹp lắm rồi. Và việc mà chúng ta chăm sóc cho tâm hồn mình thì mới là cái điều quan trọng hơn thế. Bạn có từng nghe câu là tâm sinh tướng hay không? Mà câu này là đúng đó nha. Một người phụ nữ, chúng ta cần phải chịu trách nhiệm cho cả bên trong và cả bên ngoài của chính mình. Bởi vì đặc biệt với những người phụ nữ mà lớn tuổi một chút, ví dụ như là ngoài 30 tuổi, ngoài 40 tuổi chẳng hạn, thì chính cái nội tâm của họ sẽ phản ánh những cái nét trên gương mặt của họ. Những người mà có đường nét hài hòa, có thể họ không cần phải xinh đẹp sang trọng, nhưng mà họ vẫn sẽ thu hút ánh nhìn của những người khác. Họ vẫn mang lại một cảm giác gần gũi và bình an với những người khác. Còn đâu nếu như chúng ta liên tục để cho nội tâm của mình chứa đầy rác, đầy sự sân giận, đầy sự tiêu cực, cau có, chỉ trích, thì trời ơi, vẻ bên ngoài của chúng ta nó cũng sẽ hiện ra như thế. Có thể người ta nhìn mình một cái mà người ta đã thấy sợ rồi. Người ta đã thấy mình trông có vẻ quyền lực quá, người ta đã không dám ở gần mình rồi. Và hãy luôn luôn nhớ rằng nội tâm bên trong sẽ quy định cả vẻ ngoài, cả thần thái của bạn đó nhé. Mà thần thái ở đây nó có thể phát ra từ ánh mắt của bạn, nó cũng có thể có từ giọng nói của bạn. Mà ánh mắt và giọng nói là những thứ không thể sửa ở bên ngoài mà được đâu. Chúng ta phải sửa nội tâm bên trong của mình thì mới được. Có rất nhiều bạn hỏi Tuệ An là nếu như em có một ánh mắt thu hút, muốn có một giọng nói hay, hay bây giờ em đi học những lớp dạy về thần thái, về phong cách quý cô, quý bà ngày kia ở bên trên mạng đi. Bởi vì ngày nay thì thậm chí ở Việt Nam cũng có rất nhiều những cái lớp học thần thái rồi phong cách đi đứng nói năng cười đùa như thế. Nhưng Tuệ An nghĩ rằng đôi khi chúng ta không cần phải học những cái sự trình diễn ở bên ngoài đó.
mà chúng ta chỉ cần có một nội tâm đẹp, vui vẻ, hòa nhã, yêu thương, lúc nào cũng thảnh thơi, bình an, nhìn mọi người với một con mắt trong trẻo, bởi vì mình cũng chẳng hề có ác ý gì với những người khác, thì lúc đó chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ có một ánh mắt đẹp, một nụ cười đẹp, một giọng nói đẹp, đâu cần gì phải đi học vài cái chiêu để trình diễn làm gì. Đó là quan điểm của Tuệ An thôi nha. Còn đâu các bạn cũng có thể đồng tình mà cũng có thể không đồng tình. Nhưng cái điều tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với bạn, đó chính là một người sẽ không bao giờ hoàn hảo hết cả. Vậy nên chúng ta đừng mong cầu một vẻ đẹp hoàn hảo. Thế một vẻ đẹp hoàn hảo là không có đâu. Nhưng nếu như chúng ta biết chấp nhận những cái điểm không hoàn hảo của mình, để rồi chúng ta không phán xét bản thân nữa, để rồi chúng ta cũng không so sánh bản thân nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ có sự tự tin. Hãy nhìn vào gương, nở một nụ cười thật tươi, và bạn để tâm xem nào. Làm gì có ai là có gương mặt cười xinh giống như bạn. Bạn xinh theo cái cách riêng của bạn mà. Có phải bạn rất đặc biệt không? Vậy thì đâu cần mình phải tự ti thêm nữa. Chỉ cần mình nở nụ cười tươi đó là đẹp lắm rồi. Và ngay bây giờ trong video này tôi có một bài tập dành cho bạn đây. Cho dù là bạn đang ngồi ở đâu, cho dù bạn đang ở một mình hay ở với người khác, ngay bây giờ nếu như bạn đang xem video này, bạn cũng hãy nở một nụ cười thật tươi với chính mình và thầm nói ở trong đầu mình hoặc nói to ra miệng những câu như sau. Tôi thật là xinh đẹp. Tôi thật là khỏe mạnh. Tôi hạnh phúc. Tôi trí tuệ, tôi bản lĩnh, tôi là điều kỳ diệu, tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp. Và bạn cũng có thể nói điều này mỗi ngày nhé. Thú thật với bạn là cho đến giây phút này Tuệ An vẫn nói những điều này mỗi ngày với chính mình đó. Và đặc biệt những khi Tuệ An tiêu cực hay bế tắc, tôi lại còn nói điều này nhiều hơn nữa. Và nghe thì có vẻ hơi ngốc, nhưng mà thà ngốc mà mình thấy mình đẹp, mình hạnh phúc thì còn hơn là mình cứ tỏ vẻ thông minh mà mình lại đau khổ, phải không bạn? Và xin chúc cho các bạn luôn luôn tự tin vào chính mình. Chinh phục hạnh phúc, con đường xây dựng lại giá trị bản thân, nâng tầm chất lượng sống.